Sao nỡ lòng nào tàn nhẫn với nhau vậy? Sao tàn nhẫn với nhau vậy? Huệ, em sao vậy? Em đâu sao đâu. Em ổn không? Có chuyện gì chia sẻ với anh đi. Em ổn. Anh muốn chia sẻ với em hả? Ừ. Anh đi mua đồ ăn với em ăn đi. Em muốn ăn gì? Em ăn bún chảy giò, cơm tấm, mì xào giò. Mua cho em ăn đi. Sao em nói là em không thích ăn đồ ăn ngoài, em sợ dầu mỡ mà. Nhưng mà bây giờ chỉ có đồ ăn mới đem lại niềm vui cho em thôi. Em cần đồ ăn như cây xanh cần không khí. Nhưng mà ngoài ăn uống ra có cái điều gì khác làm em vui không? Giờ phút này không có gì ngoài đồ ăn thôi. Anh ơi, mua đồ ăn cho em đi. Thôi thôi thôi, được rồi, để em mua đồ ăn cho em. Em ổn phải không? Em ổn. Trời ơi, ghê quá. Em ổn rồi, em mua đồ ăn cho em ăn thôi, không thôi em hết ổn. À, được rồi. Không được rồi. Có khi nào đây là bữa ăn cuối cùng trước khi ra đi không? Không được. Không được rồi. Cái gì? Anh nói vậy mà anh nghe được hả? Anh có biết ở đây em sống sao không? Thôi đi. Em không thể nói chuyện với anh nữa. Em ổn không? Em ổn. Em bị sao vậy? Đau. Đau hả? Đau chỗ nào? Đau bả vai. Ừ. Ôi. Đau ngay bả sườn. Đau bả sườn hả? Đau đấm cho. Bớt chưa? Mệt. Ừ. Gì vậy? Hả? Nó lói. Lói hả? Trời ơi. Chuyện gì vậy trời? Có gì đâu. Ôi, nay tôi phát hiện hả, hai người cứ tơ tình với nhau nè. Không có gì vô phòng nhau nè, ngồi trên người nhau nè, nắm tay nhau thật chặt nè, giữ chân nhau thiệt lâu nè, hứa với nhau một câu rằng đi hết trọn đời, đúng không? Không phải. Tôi là đẹp vậy đó mà người ta để cho tôi cô đơn dò dỏ, người ta không để ý tôi. Trong khi bà chị kìa, bà lùng có một khúc à, mà ông đi theo bà anh chiên biết học bỏ rồi. Hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái gì? Nhìn hai người là tôi biết hai người không phải cỡ nào rồi. Quệ bị đau. Không có người đàn ông nào mà bước vô phòng người ta mà ngồi hẳn lên giường như vậy á. Chỉ có là quá thân quen như vậy rồi. Cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Anh làm cái gì vậy? Làm trước mặt tôi luôn. Quệ ngại ngùng. Uống thuốc tự tử để tôi cho nó sống hút ra ngoài. Cái vậy? Ơi, làm cái gì? Em đâu có uống thuốc tự tử. Bắt gì em phải tự tử chứ. Vậy chứ sao buồn? Em đâu có buồn. Em coi phim ngôn tình thì em chuyện trong phim thì em buồn thôi, chứ đâu phải là gây lộn hay gì đâu mà buồn. Vậy là không phải là gây lộn với chồng cũ buồn hả? Không phải, trời ơi, vợ chồng em á gây lộn vài tiếng là quê rồi. Úi, vậy hả? Trời đau quá. Trời ơi. Cổ đau thiệt kìa. Cổ đau hả? Đau quá rồi giờ. Đau quá, đau chỗ nào không quê? Trời ơi, để từ từ. Cái đau này tôi giải quyết được nè. Để đó tôi lo cho. Đau gì mà đau quá trời luôn vậy? Alo, bác sĩ ơi. Thưa bác sĩ,
em đau bụng vô đây cấp cứu nè. À rồi, rồi. Bác sĩ cho đi siêu âm xong rồi bệnh lý của em là sỏi túi mật á. À, nguyên nhân sao sỏi túi mật vậy bác sĩ? À, cái kết quả siêu âm á là cho thấy là chị bị một cái bệnh lý sỏi túi mật mà có triệu chứng ha. Cái tỷ lệ sỏi túi mật là trên 6% dân số, có nghĩa là 100 người là tới 6 người bị lận. Dạ. À, nhưng mà may mắn một cái là trong 6 người đó là chỉ có đa số là trên 50% là sỏi túi mật không có triệu chứng, tức là hoàn toàn không đau, không gì hết. Vậy sao mình phát hiện ra được? Mình thường chỉ phát hiện tình cờ bằng qua siêu âm. Siêu âm khám sức khỏe định kỳ hoặc là khám một cái bệnh lý khác mình siêu âm tình cờ phát hiện thôi. Thì cái nguyên nhân của sỏi túi mật là do cái ở cái xã hội ngày nay là cái chế độ ăn mình có nhiều dầu mỡ, thì cái lượng cholesterol mà nó dư nó lắng ở trong túi mật và nó tạo thành sỏi. Ban đầu là sỏi bùn thôi, nhưng mà sau đó nó sẽ càng lúc càng lớn mà tạo thành sỏi lớn và nó có triệu chứng. Cái yếu tố nguy cơ của sỏi túi mật, cái cơ chế hình thành thì rất là nhiều, nhưng mà ở đây tôi thông tin đến chị một cách rất là ngắn gọn thôi, thì đó là mình nói vắn tắt là 4 chữ F. Có nghĩa là theo tiếng Anh đó là F nhất là female, có nghĩa là nữ. 40 có nghĩa là trên 40 tuổi. Rồi fertilize là sinh đẻ nhiều. Và fat tức là mày béo phì. Thì những cái đối tượng mà phụ nữ trên 40 tuổi sinh đẻ nhiều mà béo phì á, thì thường là có nguy cơ bị sỏi túi mật nhiều nhất. Bác sĩ thấy em có trong 4 cái đó, em chỉ có cái phơ meo thôi. Ủa mà tại sao là trên 40 là cái mình bị là sao bác sĩ? Thì nó bệnh này nó bệnh này thuộc về rối loạn chuyển hóa. Khi mà trên 40 á, thì cơ thể mình nó bị rối loạn chuyển hóa và nó tăng cái lượng cholesterol trong máu, dẫn đến tăng cái lượng cholesterol trong mật, thì nó sẽ lắng động ở túi mật. Ngoài ra nó còn do bất thường vận động túi mật khi mà nó bóp, nó co bóp, nó bóp mật ra, nó không bóp hết, nó lắng những cái tinh thể của cholesterol và càng lúc nó tạo thành sỏi. Ủa bác sĩ, để mà mình ngăn ngừa mình không có bị mà cái sỏi mật, sỏi thận đồ này nọ gì đó, thì mình có cách gì để cho mình ngăn ngừa được không bác sĩ? À, cái hồi nãy nói với chị rồi đó, mình có 4 chữ F, thì cái chữ female, rồi 40 là trên 40, rồi sanh đẻ nhiều, thì cái đó ba cái đó là mình không thể nào mình phòng ngừa rồi. Mình chỉ nhắm vô cái chữ F cuối cùng là chữ fat. Có nghĩa là mình phải hạn chế chế độ ăn nhiều dầu mỡ, ăn nhiều rau xanh, rồi có chế độ vận động thích hợp, có tập thể dục, thể thao, giảm cân, thì nó sẽ giảm cái nguy cơ hình thành sỏi túi mật. Trong trường hợp mà mình đã bị sỏi túi mật rồi á, thì nó sẽ có hai dạng sỏi túi mật có triệu chứng và sỏi túi mật không có triệu chứng. À, em đang là có triệu chứng. Chị là thuộc nhóm sỏi túi mật có triệu chứng. Dạ. Thì những cái triệu chứng điển hình của sỏi túi mật là gì? Là nó sẽ đau bụng, đau một cách. Ở đây. Đúng rồi, đau quặn từng cơn. Đúng rồi. Một là vùng thượng vị, có nghĩa là vùng trên rốn, hoặc là vùng hạ sườn phải. Đây, hạ sườn phải. Đó là vùng đó. Nó có thể kèm theo nôn ói, rồi nôn, buồn nôn, rồi sốt, rồi có thể nếu mà mình không điều trị kịp thời nó có thể dẫn đến những cái biến chứng, ví dụ như là viêm túi mật cấp cho sỏi, rồi viêm cái sỏi nó rớt xuống nó làm cho vàng da, làm viêm đường mật cấp cho sỏi hoặc là viêm tụy cho sỏi. Trời ơi, nguy hiểm quá hả bác sĩ? Ủa bác sĩ sao tôi nghe nó có nhiều cái mẹo bác sĩ, ví dụ như mà bị cái sỏi mật hay là viêm túi mật đó, người ta nói mình ăn cái quả thơm nhiều á rồi nó cũng bớt hả bác sĩ, có không bác sĩ? Trong trường hợp mà mình sỏi túi mật không có triệu chứng gì hết, thì mình sẽ không điều trị bất cứ gì hết. Mình chỉ theo dõi tái khám định kỳ và siêu âm định kỳ mỗi 6 tháng và 1 năm thôi. Còn nếu mà sỏi túi mật có triệu chứng á, thì cái tiêu chuẩn vàng điều trị cho đến nay á, vẫn là mình phẫu thuật nội soi ổ bụng và cắt bỏ túi mật. Nhưng mà trời, nếu mà cắt bỏ túi mật rồi mình mất cái túi mật đó rồi mình có bị ảnh hưởng gì trong cơ thể mình không bác sĩ? Thì khi mà bệnh nhân đến khám với tôi thì rất là nhiều bệnh nhân cũng hỏi những câu hỏi như chị. Cái câu hỏi ta thường hỏi như thế là mất túi mật, có người ta hỏi là mất túi mật có sống được không? Rồi mất túi mật rồi làm sao ăn dầu mỡ chất béo, làm sao đúng ăn rồi, thấy ngon miệng. Chính xác. Rồi có người hỏi mất túi mật là tôi sống được bao nhiêu năm nữa bác sĩ? Hay là mất túi mật chắc tôi chết sớm lắm, ví dụ vậy. Dạ. Thì đúng cái này... vậy mà đang thắc mắc gì đó. Thì bây giờ bác sĩ cũng xin thông tin với hai chị là thực ra cái chức năng của túi mật của mình là gì? Mật của mình á, mục đích của mật của mình á là để tiêu hóa thức ăn, tiêu hóa chất béo, dầu mỡ. Thì cái mật của mình là ở đâu ra? Mật của mình là do gan tiết ra. Và chức năng của túi mật là gì? Chức năng túi mật là chỉ là để dự trữ mật thôi. Khi mà gan tiết ra mật nhiều quá thì cái anh túi mật này ảnh rút mật về, ảnh dự trữ ở đó.
để khi mình ăn vào thì cái túi mật nó sẽ bóp ra và cái mật nó chạy xuống ruột để tiêu hóa thức ăn. Sau khi mình tách bỏ túi mật thì trong khoảng thời gian đầu thì có thể cái hệ tiêu hóa mình nó chưa quen chuyện đó thì có thể là mình bị rối loạn tiêu hóa, ví dụ như tiêu chảy. Nhưng mà sau khoảng 2 tuần cho đến 4 tuần thì hoàn toàn cơ thể mình sẽ bình thường trở lại. Gan và đường mật nó sẽ tự động nó tiết mật và nó dự trữ trên gan luôn. Có cái trường hợp nào nó ảnh hưởng đến tính mạng của người ta? Có chứ. Nếu mà sỏi túi mật có triệu chứng mà mấy chị không điều trị á, thì nó có thể dẫn đến những biến chứng rất là nguy hiểm. Ví dụ như là viêm túi mật cấp do sỏi, rồi viêm mủ túi mật do sỏi, rồi viêm túi mật hoại tử do sỏi. Mình nói nôm na là túi mật nó sẽ bể ra và những cái mật, cái mủ nhiễm trùng nó chạy khắp bụng và nó có thể dẫn đến là viêm phúc mạc, nguy hiểm tính mạng. Thậm chí cái sỏi túi mật này nó có thể rớt qua cái đường ống mật chính của gan, làm cho viêm đường mật trong gan, thì nó là bệnh lý rất là nặng. Nên nếu mà trong trường hợp sỏi túi mật có triệu chứng thì mấy anh chị cần phải phẫu thuật nội soi ổ bụng, cắt bỏ túi mật. Những cái phương pháp mà uống thuốc tan sỏi hoặc là những cái pháp dùng dân gian, tức là thuốc nam dân gian, ăn quả thơm, ăn đó, quả thơm nướng đó. Đúng rồi. Thì không chỉ dân gian đâu mà ngay cả y học hiện đại người ta cũng tìm, cũng nghiên cứu là tìm những cái cách đó mà không cần phải cắt túi mật mà có thể tan sỏi. Ví dụ những cái thuốc, có rất là nhiều loại thuốc mà uống vô để tan sỏi, thậm chí người ta nghiên cứu cái loại thuốc mà bơm vô túi mật cho tan sỏi luôn. Nhưng mà cái chỉ định của những cái thuốc này rất là hạn chế. Tại vì sao? Thứ nhất là phải chỉ dành cho trường hợp sỏi nhỏ dưới 5mm. Thứ hai á, là mình cái hiệu quả của nó rất là kém. Nó chỉ khoảng dưới 10% là có hiệu quả thôi. Thứ ba là phải uống trong một thời gian rất là dài, tốn kém tiền nhiều. Và thứ tư á, là khi có quan trọng nhất á, là khi mình ngưng thuốc thì trong vòng 2 năm sau nó trên 50% là bị sỏi trở lại. Nó sẽ rất là dai dẳng, nó gây dứt điểm cái bệnh này. Nên cái cách mà cho đến hiện nay thì cái tiêu chuẩn vàng trong điều trị sỏi túi mật mà có triệu chứng á, mình vẫn là phẫu thuật nội soi ổ bụng và cắt bỏ túi mật. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ rất là nhiều. Qua những chia sẻ với bác sĩ từ nãy đến giờ thì chị em tôi hiểu thêm về những cái triệu chứng, những cái cách ngăn ngừa để phòng chống bệnh sỏi túi mật. Thì mai mốt này nếu những người thân bạn bè có vấn đề gì liên quan đến bệnh sỏi túi mật thì có thể nhờ bác sĩ tư vấn ha. Nếu chị hay bất kỳ ai có triệu chứng về bệnh lý sỏi túi mật thì cứ alo bác sĩ nghe.